Thưa quý vị, ngày 7 tháng 6 năm 2019, Việt Nam đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu làm ủy viên không thường trực, nhiệm kỳ 2020-2021. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Việt Nam chính thức đảm nhiệm cương vị này và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 1 năm 2020. Ngày tháng đầu tham gia Hội đồng Bảo an lại là đầu năm. Khối lượng công việc rất nhiều và thách thức không nhỏ đối với Việt Nam. Nhưng với nỗ lực cao và sự chuẩn bị kỹ, Việt Nam đã hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch Hội đồng Bảo an, để lại dấu ấn và thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam thành viên có trách nhiệm, tích cực với cộng đồng quốc tế. Trong cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình an ninh và hòa bình tại khu vực Sahel ở châu Phi hôm 5 tháng 6, Việt Nam đã kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng nỗ lực đoàn kết chống khủng bố. Liên Hợp Quốc bày tỏ đặc biệt quan ngại về tình trạng gia tăng các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dân thường, binh lính gìn giữ hòa bình và lực lượng an ninh tại khu vực Sahel châu Phi. Các lực lượng khủng bố đang lợi dụng đại dịch COVID-19 và khai thác sự yếu kém trong quản lý của các quốc gia khu vực Sahel để mở rộng phạm vi hoạt động, đe dọa đến an ninh và sự ổn định của khu vực này. Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế, các chính phủ, các tổ chức khu vực ở Tây Phi và Sahel tăng cường đoàn kết chống khủng bố và bạo lực cực đoan. Các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp giữa các lực lượng nhằm đẩy lùi sự gia tăng và bành trướng của khủng bố tại khu vực, đồng thời triển khai nhiều biện pháp bảo vệ dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo và nhấn mạnh việc chung tay hỗ trợ các quốc gia Sahel chống dịch COVID-19. Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý bày tỏ ủng hộ triển khai cách tiếp cận toàn diện và an ninh, nhân đạo và phát triển bền vững cho các quốc gia trong khu vực, kêu gọi mọi nỗ lực đoàn kết, phối hợp toàn diện trong giải quyết các thách thức về an ninh, biến đổi khí hậu, nhân đạo và chống dịch COVID-19.